chương một xuyên việt đến gì thế bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chu hoáng là một cái hiện đại đại học sinh năm thanh niên tốt là một cái có lý tưởng có theo đuổi đại học sinh thế gian cũng đã có rất ít hắn dạng này đại học sinh thậm chí là nói chính hắn đều có chút cảm thấy mình xác thực thạc quả cận tồn năm thanh niên tốt bởi vì có rất ít đại học sinh có thể nâng lão thái thái băng qua đường tuy nhiên không đến mức nhặt được một phân tiền đều muốn nộp lên trên nhưng là trong lòng của hắn vẫn là có cái lý tưởng này, tuy nhiên hắn không có nhặt tiền mệnh, thậm chí nói hắn ngay cả mua vui vẻ đều không có trúng qua một lần thưởng. Nhưng là thượng thiên đối với người tốt có lẽ đều có quyến luyến, hy vọng ngươi có thể sớm ngày thăng thiên, lần này, hắn liền thật thăng thiên. Xe hơi kia đụng tới thời điểm, trong đầu của hắn mặt chỉ có một cái ý thức, kỳ chính là ta thăng thiên. Làm chu hoáng khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình thuộc về một cái cự đại trong rừng rầm sở dĩ nói là cự đại, bởi vì cái này rừng rậm xác thực rất lớn, toàn bộ vượt qua chu hoáng bản thân nhìn thấy chân thực lớn nhất cây cối mấy lần, này cự đại là cây cối tản ra một loại hồng hoang cùng cổ lão khí tức, xem này rắc rối khó gỡ thân cây, liền có thể nhìn ra này thật sâu tuổi tác. Mà cây này một còn không phải một cái hai cái, mà chính là liên miên. Lúc này Chu Hoáng liền thuộc về cái này liên miên cự đại cây cối bên trong. Này rậm rạp lục sắc tán cây đem toàn bộ bầu trời đô che đậy đứng lên, chỉ có thể cho rơi xuống điểm một chút ban cho. đồng thời chu hoán càng thêm cổ quái phát hiện chính mình chung quanh mọi chuyện đều tốt giống phóng đại. liền xem như những cây cối kia tại lớn, nhưng là liền xem như như thế, vậy hắn đồ vật cũng không nên biến lớn a. À, chu hoán cảm giác rất kỳ quái, loại này kỳ quái rất nhanh liền tìm được chứng minh. dày đặc bụi cỏ đã bao trùm tới chân hắn nha tử, nhưng là đồng thời chu hoán còn phát hiện chính mình cách xa mặt đất giống như gần chút không đúng, hẳn là quá gần chút. Là một cái tiếp cận 1 m tám xem như người cao đầu gia hỏa, lúc này bất thình lình phát hiện mình cách xa mặt đất rất gần vẫn là vô cùng rõ ràng. Chu Hoán bất thình lình phát hiện mình thế giới thu nhỏ, tuy nhiên cái này hắn còn có thể bình tĩnh, đồng thời, hắn phát hiện mình hai tay biến thành một đôi kiều nộn vô cùng đồng thời phi thường mềm mại trân nhẵn tay nhỏ, hắn vẫn như cũ bình tĩnh, hắn phát hiện mình thân thể thu nhỏ, đồng thời không mặc quần áo hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy chính mình ban đầu vốn phải là bay lượng hùng ưng, biến thành một cái không thể so với xoắn ốc sư lớn hơn bao nhiêu tiểu tượng mũi, hắn cuối cùng không thể bình tĩnh. Làm một cái nam nhân, nơi đó hẳn là một cái đáng giá kiêu ngạo mà phương. Trước kia cự đại đến bây giờ, bất thình lình biến thành dạng này yếu siêu đầu cuối não tiểu đông Tây, vô luận là idol không chịu nhận. Bởi vì chính mình nơi đó bất thình lình thu nhỏ, hắn thậm chí đều không có phát giác, chính mình là không có mặc y phục. Ảo giác, trước mắt hết thảy cũng là ảo giác. Chu hoáng như thế an ủi chính mình. Nói một mình đồng thời, hắn cảm giác mình trên người có một cổ gió lạnh thổi qua, lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình thế mà cái gì y phục cũng không có xuyên. Trắng trắng mập mập thậm chí có chút mập chán trên thân thể, không mảnh vải che thân đứng ở nơi đó, phản phất là Brussels đi tiểu tiểu hài tử tượng đồng tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ cùng nhìn qua vô số tiểu thuyết manga trong đầu cuối cùng xuất hiện một cái từ ngữ cái kia chính là xuyên việt không nghĩ tới ca ca ta hôm nay thế mà thật xuyên việt chẳng lẽ xuyên việt thật dễ dàng như vậy chu hoáng nhớ kỹ có chút xem xuyên Việt tiểu thuyết mê mẩn người cũng là muốn xuyên việt thế mà tìm lôi điện tưởng bổ một chút tuy nhiên không biết hắn đến có không có xuyên qua nhưng là cũng may mắn là ca thế mà thật xuyên việt mà xuyên việt địa phương lại là một cái bốn phía không thấy bóng dáng tùng lâm, đồng thời xuyên việt đến một cái nhìn cũng không phải là rất to nhỏ hài tử trên thân. Tiên mặt kệ xuyên việt hay không, hiện tại muốn làm là thích ứng hoàn cảnh này. Đến bây giờ, hắn ngay cả mình ở nơi đó cũng không biết. Quan sát một chút bốn phía, hắn phát hiện cái này tùng lâm thật phi thường to lớn, chẳng những là cây cối, liền xem như phạm vi, chỉ ít hắn không có nhìn thấy cuối cùng đến ở nơi đó chẳng lẽ mình cứ như vậy lẻ loi trơ trọi ở chỗ này, cái gì đều không có a? À? Nhìn xem chung quanh Chu Hoáng không khỏi nghĩ đến, muốn biết mình xem những xuyên việt tiểu thuyết đó. Những nhân vật chính kia sau khi xuyên việt tuy nhiên gia tộc không tốt, thống nhất tính củi mục, bị hối hôn đối tượng, nhưng là ít nhất bọn họ còn có thể sinh tồn. Mà chính mình đâu? Có vẻ như trực tiếp liền xuất hiện tại cái này người bình thường vô pháp sinh tồn được địa phương nếu như mình là một người trưởng thành, có lẽ sẽ còn đi ra ngoài. Có vẻ như chính mình tự như là một đứa bé thân thể A, à, mà vừa lúc này, trong đầu của hắn mặt bất thình lình xuất hiện một bộ tốt hình ảnh. Đó là một cái phi thường quỷ dị hình ảnh. Nói thật là hình ảnh, không bằng nói là sắp xếp mấy hàng số liệu. Đó là một cái giống như khoa huyển điện ảnh bên trong, hình chiếu 3 d một dạng màn hình. Bên trong thì là giống như trò chơi thuộc tính thiết trí, cụ thể như sau tinh thần. 10 thể lực. 3 sức chịu đựng. 4 lực lượng. 3 nhanh nhẹn. 3 tiềm lực. Chú thích. Bình thường nam tử trưởng thành, mỗi hạng số bình quân giá trị năm. Kỹ năng. Vũ khí lạnh triệu hoán, có thể triệu hoán vũ khí lạnh, số lượng cùng chất lượng căn cứ thực lực mình lớn nhỏ quyết định, chủ yếu là tinh thần lực. Triệu hoán thuật. Chẳng lẽ ta sau khi xuyên Việt, trả lại cho tương ứng đền bù tổn thất nhìn xem những này thuộc tính chu hoáng không khỏi nghĩ đến vũ khí lạnh triệu hoáng đó là cái gì chẳng lẽ có thể triệu hồi ra binh khí vậy mình chẳng phải là phát đạt tại có ý nghĩ này thời điểm trong đầu của hắn mặt liền xuất hiện một đống lớn thần binh lợi khí cái gì đung gôn fighter gnf bên trong ma kiếm apophis tru tiên bên trong tru tiên kiếm thần binh huyền kỳ bên trong thập thiên binh nếu quả thật triệu hồi ra những binh khí này, vậy mình chẳng phải là phát đạt. Tại vô hạn ý bên trong, hắn nghĩ đến là làm, thế là bắt đầu triệu hoán chính mình binh khí. Triệu hoán vũ khí lạnh thành công, cấp một vũ khí lạnh, thích khách giao găm. Sau một khắc, Chu Hoán cảm giác được chính mình não hải một trận mê muội. ngay sau đó, hắn phát hiện mình trong tay đã thêm ra một vật, đó là một thanh hàng quan lập loại dao găm. Không chỉ như thế, trong đầu của hắn mặt bất thình lình cỡ nào một thanh âm, cái thanh âm kia có chút băng lãnh, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Giao găm ám sát thuật đâm thẳng độ thuần thục không, 100 tiêu hao lực lượng không. Hai đâm nghiêng độ thuần thục không, 100 tiêu hao lực lượng không. Hai hoành đâm độ thuần thục không, 100 tiêu hao lực lượng không. Hai làm chu hoáng nghe được dạng này âm thanh thì cả người bắt đầu sững sờ. Chẳng lẽ mình có thể triệu hoáng binh khí, còn có thể bổ sung bên trong kỹ năng, vậy ta chẳng phải là phát đạt. Nếu quả thật triệu hồi ra giống ma kiếm Apophis như thế thần khí, chính mình chẳng phải là có thể vận dụng quỷ kiếm sĩ chiêu thức. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền bắt đầu y y đứng lên. Tuy nhiên sau một khắc, một thanh âm đem hắn chưa từng hạn ý bên trong đánh thức. Đó là một tiếng cũng giả thú gào thét, âm thanh nghe giống như là một con sói âm thanh. Loại kia phát ra từ cổ họng gào thét, đồng thời còn có một loại giả tính điên cuồng. Nghe tới cái thanh âm này thời điểm, Chu Hoán vô ý thức nắm chặt chủy thủ trong tay, đồng thời hướng về âm thanh phương hướng nhìn sang. Lại không phát hiện chút gì, toàn bộ bị rừng rậm nơi bao bọc lấy, chỉ là xuất hiện một đôi xanh mơn mởn ánh mắt, lóe ra dày đặc quang mang. Không khỏi, Chu Hoán cảm giác một trận lãnh ý lan khắp toàn thân mình, đó là một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tại dạng này cảm giác nguy cơ dưới, hắn không khỏi thân thể ngửa về đằng sau đi. Cũng là hắn loại này không biết là đến từ chỗ nào cảm giác nguy cơ, lại cứu hắn một cái mạng. Một cái mạnh mẽ thân ảnh bất thình lình từ trong bụi cỏ lao ra, thân ảnh kia nhanh chóng vô cùng, thậm chí đô thấy không rõ bộ dáng, liền đã đem chu hoáng nhào vào mặt đất. Sắc bén móng vuốt trực tiếp chập vào chu hoáng hai vai, phải biết chu hoáng nhưng mà cái gì y phục đều không có xuyên. Này móng vuốt chọc vào chu hoáng hai bờ vai, hắn có thể rõ rệt cảm giác được này băng lạnh xúc cảm cùng tính vào trong thân thể mình mặt nhói nhói. Một tấm có được mùi máu tươi miệng lớn hướng về cổ họng mình cắn tới, nếu quả thật bị cắn trúng, chỉ sợ chính mình cũng khó thoát lần nữa tử vong vận mệnh. Tay trái đã không biết vì sao mà nâng lên, này hoàn toàn là vô ý thức nâng lên. Nhưng là liền lần này giơ cánh tay lên lại vừa vặn đánh tại thân ảnh kia cổ họng bên trên, đồng thời liệu mạng hướng ra phía ngoài chống cự, ý đồ không cho này huyết tinh miệng lớn cắn về phía chính mình. Giờ khắc này, hắn bất thình lình bạo phát, nguyên bản chỉ có 12 tuổi thân thể hắn là không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng là tại tử vong uy hiếp dưới, hắn thế mà miễn cưỡng đem này miệng lớn hướng mình khuôn mặt bên ngoài kéo ra ngoài rất nhiều. Chu Hoáng thậm chí không biết này đến là cái gì giả thú, dù sao thân thể của hắn không nhẹ, tuy nhiên cũng không tính quá lớn giờ khắc này chu hoáng ngược lại là không có tâm tình quan tâm những thứ này tuy nhiên giờ khắc này hắn ngược lại là vô cùng thanh tĩnh hắn từ vừa mới bắt đầu lại tới đây loại kia âm thầm mừng thầm lập tức tỉnh táo lại phải biết hiện tại chính mình thế nhưng là tại một cái cái gì cũng không biết hoàn cảnh không biết mới là đáng sợ nhất đồng thời để cho xem càng thêm đáng sợ là chu hoáng lúc này tình huống một cổ huyết tinh hôi thối xông vào mũi Chu Hoáng thậm chí nhìn thấy này rét lạnh nanh trắng bên trên huyết nhục, một cổ khí tức hôi thối cơ hồ khiến Chu Hoán ngất. Mà vừa rồi nếu như không phải Chu Hoán phản ứng nhanh chóng sớm ngửa về đằng sau một chút thân thể, chỉ sợ hắn đầu liền trực tiếp đem này miệng lớn cắn xé hạ xuống. Tuy nhiên liền xem như giờ phút này, tình huống của hắn cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Lúc này, hắn mới nhớ tới, trong tay mình còn giống như có một cây chủy thủ đồng thời trong đầu của hắn mặt cũng xuất hiện ba cái kia dao găm kỹ năng, cơ hồ là không do dự, Chu Hoán dùng ra lúc ấy đâm nhiên, cái kia thanh rét lạnh dao găm liền nhiên nhiên hướng lên đâm tới. Chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới mình có thể này dao găm đâm trúng, nhưng là kết quả lại ngoài người ta dự liệu. Này dao găm ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới có thể có hiệu quả, kết quả này dao găm nhưng từ giả thú kia cái cầm, cũng chính là cổ họng nơi đâm vào đi máu tươi nhất thời chiếu nghiêng xuống, cầm dao găm bên trên thế nhưng là có thật sâu rảnh máu, một khi đâm vào, liền đại biểu máu tươi không ngừng chảy máu. Tanh nhiệt máu tươi phủ kín hắn đầy đầu đầy mặt, nhưng lại căn bản là không có cách để cho hắn phản ứng. Lúc này hắn đã bị hoàn toàn kích thích đến, tay trái bắt lấy giả thú kia đầu to, tay phải không ngừng huy động. Đồng thời hắn chủy thủ trong tay, cũng liền không ngừng mà tại hắn cổ họng bên trên không ngừng ra vào khi hắn cảm giác được trên tay mình giả thú kia móng vuốt rốt cuộc bất lực thời điểm, khi hắn cảm giác được này huyết tinh miệng lớn không còn hướng mình cắn tới thời điểm, hắn mới kịp phản ứng, giả thú kia thân thể đã bắt đầu dần dần băng lãnh. Chu Hoáng dùng cả tay chân đem trên thân giả thú dịch chuyển khỏi, lộn nhào từ này trong thi thể đi ra. Khi hắn nhìn thấy hắn đối diện đã hoàn toàn bất động giả thú, cuối cùng nhìn không được gào khóc đứng lên. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả